Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 2 tháng 8 bày tỏ hy vọng về một hội nghị hòa bình có thể được tổ chức vào mùa thu năm nay. Ông Zelensky đang làm việc với các đồng minh để xây dựng tầm nhìn hòa bình nhằm chấm dứt cuộc xung đột hiện nay. Bên cạnh đó, ông cũng cho biết cuộc đàm phán ở Ả Rập Xê Út trong tuần này sẽ là bước đệm để tiến tới hội nghị hòa bình vào cuối năm. Người dân Iran đang được nghỉ phép tại nhà trong hai ngày mùng 2 và mùng 3 tháng 8 sau khi Bộ Y tế cảnh báo về nguy cơ sốc nhiệt do đợt nắng nóng bất thường tại nước này. Dự báo các đô thị tại Iran ghi nhận mức nhiệt độ luôn ở quanh mức 40 độ C trong những ngày tới. Tại thành phố Anbas ở miền Nam, nhiệt độ thậm chí còn vượt cả mức 51 độ C. Thủ đô Tehran vừa ghi nhận mức nhiệt là 38 độ C và dự báo sẽ quanh ngưỡng 39 độ C trong những ngày tới. Kenya ngày 2 tháng 8 tuyên bố đình chỉ lưu hành đồng tiền điện tử Worldcoin cho tới khi các cơ quan hữu quan xác nhận tính an toàn. Trong khi đó, Đức và Pháp cũng điều tra liệu Worldcoin có vi phạm các quy tắc bảo mật dữ liệu ở châu Âu hay không. Là một loại tiền điện tử mới được OpenAI phát hành, Worldcoin được kỳ vọng có thể giải quyết một số thách thức mà ngành công nghiệp tiền điện tử đang phải đối mặt, đặc biệt là lừa đảo. Tuy nhiên, đồng tiền này đang đặt ra những nghi vấn về tính an toàn và bảo mật dữ liệu người dùng. Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Janet Yellen ngày 2 tháng 8 một lần nữa lên tiếng phản đối việc tổ chức xếp hạng Fitch hạ bậc tín nhiệm của nước này từ AAA xuống AA+. Bà Yellen cho rằng quyết định của Fitch dựa trên những dữ liệu đã cũ và không phản ánh được những cải thiện về quản trị mà chính phủ Hoa Kỳ đã thực hiện trong 2 năm rưỡi vừa qua. Theo đó, Fitch đã không tính tới sự phục hồi của nền kinh tế lớn nhất thế giới với tỷ lệ thất nghiệp thấp, lạm phát giảm, tăng trưởng trên đà phát triển với nhiều cải cách. Cảnh sát Brazil ngày 2 tháng 8 cho biết ít nhất 16 đối tượng đã bị tiêu diệt trong cuộc truy quét mới nhất của cảnh sát nhằm vào các băng nhóm tội phạm tại thành phố Rio de Janeiro. Trong quá trình truy quét, một số đối tượng trang bị vũ khí thuộc băng nhóm tội phạm đã tấn công chống lại các lực lượng chức năng, khiến hai sĩ quan cảnh sát bị thương nhẹ. Vụ việc xảy ra những ngày qua sau khi cảnh sát Brazil đã tiến hành nhiều cuộc truy quét nhằm vào các băng đảng tội phạm ma túy. Lực lượng an ninh và cảnh sát Washington ngày hôm qua đã phong tỏa và lục soát 3 tòa nhà văn phòng thượng viện sau khi nhận được cuộc gọi khẩn cấp từ 911 về nguy cơ có một tay súng ẩn náu trong tòa nhà thượng viện. Tuy nhiên, sau quá trình điều tra, cảnh sát không phát hiện bất kỳ đối tượng khả nghi nào và điều gì bất thường. Trả lời báo chí sau đó, cảnh sát trưởng thủ đô Washington, ông Thomas Munger, khẳng định cuộc gọi khẩn cấp 911 có thể là một báo động giả. Ấn Độ ngày 3 tháng 8 đã ghi nhận 7 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương trong cuộc xung đột tôn giáo ở khu vực Gurugram phía nam thủ đô New Delhi. Bạo lực bùng phát khi một đám rước của những người theo đạo Hindu diễn ra tại khu vực do người Hồi giáo kiểm soát. Một thánh đường Hồi giáo bị đốt và người quản lý bị giết hại. Hiện cảnh sát Ấn Độ đang tăng cường an ninh ở một số khu vực để ngăn chặn tình trạng bạo lực leo thang. Thổ Nhĩ Kỳ ngày 2 tháng 8 cho biết một vụ nổ có kiểm soát đã được tiến hành để phá hủy 28 quả đạn pháo được tìm thấy trên bờ biển đen của Istanbul trước đó. Cụ thể, các thợ lặn đã vớt được 9 quả đạn pháo và bàn giao cho các chuyên gia xác định nguồn gốc. Số đạn pháo được tìm thấy ngày 8 tháng 7 ở độ sâu từ 1 đến 1,5 mét cách thủ đô Istanbul khoảng 70 km về phía đông. Thưa quý khán giả và các đồng chí, ngày 2 tháng 8, chính quyền quân sự tại Niger đã từ chối nhượng bộ trước bất kỳ đe dọa nào, đồng thời cảnh báo mọi ý đồ can thiệp từ bên ngoài đều sẽ gây hậu quả. Tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh Cộng đồng Kinh tế các quốc gia Tây Phi, ECOWAS, vừa áp đặt hàng loạt biện pháp trừng phạt nhằm vào phe đảo chính tại Niger và yêu cầu nhanh chóng khôi phục quyền lực của Tổng thống Mohamed Bazoum. Trong tuyên bố mới nhất, lãnh đạo chính quyền quân sự Niger lên tiếng phản đối các biện pháp trừng phạt cũng như không chấp nhận hành vi can thiệp vào công việc nội bộ của Niger. Chúng tôi bác bỏ toàn bộ những lệnh trừng phạt này và từ chối nhượng bộ trước mọi mối đe dọa, dù chúng tới từ đâu. Chúng tôi từ chối bất kỳ sự can thiệp nào vào công việc nội bộ của Niger. Bình luận việc Pháp sơ tán công dân khỏi Niger, tướng Tiani khẳng định rằng không có lý do gì để công dân Pháp rời đi khi họ chưa bao giờ bị đe dọa ở Niger. Hiện, Pháp, Italia và Nhật Bản đã tiến hành nhiều đợt sơ tán công dân khỏi Niger, trong khi Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ ngày 2 tháng 8 đã chỉ thị sơ tán nhân viên không thiết yếu và thành viên gia đình khỏi Niger, dù tuyên bố chưa có kế hoạch đóng cửa đại sứ quán tại Niamey. Hoa Kỳ cũng đã đưa ra cảnh báo đi lại cấp 4, cấp cao nhất,
cảnh báo người dân nước này không nên đi du lịch đến Niger. Quyết định được đưa ra một ngày sau khi Lầu Năm Góc tuyên bố đình chỉ hợp tác an ninh với các lực lượng quân sự ở Niger, một đối tác quan trọng của Hoa Kỳ ở châu Phi. Động thái dường như nhằm ngăn chặn một cuộc rút lui hỗn loạn như đã từng xảy ra gần đây ở Sudan và Afghanistan. Trong khi đó, cộng đồng kinh tế các quốc gia Tây Phi, ECOWAS, ngày 2 tháng 8 đã gửi phái đoàn đến Niger để đàm phán với các tướng quân đội phát động đảo chính vào tuần trước. Phái đoàn do cựu tướng quân đội Nigeria Abdul Salami Abubakar dẫn đầu. Các lãnh đạo quân sự của khối cũng bắt đầu cuộc họp kéo dài 2 ngày tại Nigeria, quốc gia láng giềng Niger. ECOWAS hôm 2 tháng 8 cho biết can thiệp quân sự là kịch bản cực chẳng đã để khôi phục chính quyền dân sự bị lật đổ ở Niger. Giải pháp quân sự là lựa chọn cuối cùng, nhưng chúng tôi vẫn chuẩn bị cho kịch bản đó, cần phải chứng minh rằng chúng tôi không chỉ nói suông. Trong khi đó, chính phủ bờ biển Nga đã đình chỉ tất cả hoạt động xuất nhập khẩu và thủ tục thông quan với hàng hóa đến từ Niger. Reuters dẫn tài liệu một công ty điện lực nhà nước Niger cho biết Nigeria đã cắt nguồn cung cấp điện cho Niger, trong khi một lượng lớn tài xế xe tải ở thủ đô Niamey bị mắc kẹt do biên giới bị đóng cửa. Những động thái này được thực thi theo quyết định của ECOWAS. Trong diễn biến liên quan, Ngân hàng Thế giới WB hôm nay đã ngừng mọi kế hoạch giải ngân cho Niger do quan ngại về cuộc đảo chính. Niger là một trong những nước châu Phi nhận được danh mục đầu tư lớn nhất của WB với tổng số tiền đầu tư cho các lĩnh vực ưu tiên lên tới 4,5 tỷ đô la Mỹ. Bộ Ngoại giao Nga cùng ngày kêu gọi đối thoại ở Niger để khôi phục hòa bình, khẳng định các mối đe dọa can thiệp vào nước này là vô ích. Chúng tôi tin rằng việc đe dọa sử dụng vũ lực chống lại một quốc gia có chủ quyền sẽ không làm dịu đi tình hình. Niger là một trong những quốc gia nghèo nhất ở vùng Sahel của châu Phi, nhưng lại giàu tài nguyên khoáng sản, đặc biệt là dầu mỏ và urani. Lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran IRGC vừa tiến hành tập trận hải quân trong ngày 2 tháng 8 tại vùng biển có tranh chấp chủ quyền. Cuộc tập trận gây chú ý trong bối cảnh Hoa Kỳ cũng đang tăng cường sự hiện diện quân sự tại vùng vịnh. Đợt tập trận diễn ra vào sáng ngày 2 tháng 8 của lực lượng IRGC không được thông báo trước, với sự tham gia của nhiều máy bay, tàu chiến, tên lửa và nhiều khí tài quân sự hiện đại nhằm phô diễn khả năng sẵn sàng của lực lượng hải quân thuộc IRGC. Hình ảnh từ cuộc tập trận cho thấy số lượng lớn quân nhân bảo vệ, hệ thống phòng thủ tên lửa và vũ khí phòng không được triển khai trên các đảo. Bên cạnh đó, IRGC cũng sử dụng máy bay không người lái và tàu điều khiển từ xa, mô phỏng các kịch bản phản ứng nhanh để phòng vệ các đảo. Chỉ huy tư lệnh IRGC, ông Hossein Salami nhấn mạnh rằng chính quyền Tehran và các quốc gia trong khu vực có thể tự duy trì và đảm bảo an ninh. Cuộc tập trận diễn ra chủ yếu tại vùng ven bờ của đảo Abu Musa cùng với đảo Westertun và Lesertun thuộc vùng vịnh. Đây là khu vực mà cả Iran và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE đều tuyên bố chủ quyền. Cùng ngày, truyền thông nhà nước Iran cho biết hải quân IRGC lần đầu tiên trình làng một tàu chiến mới được trang bị tên lửa có tầm bắn 600 km, cùng với tên lửa đạn đạo Phát có tầm bắn 120 km và tên lửa hành trình Gandhi có tầm bắn hơn 300 km đã được thiết lập sẵn trên các đảo. Trước đó, Iran đã trình làng một tên lửa hành trình mới mang tên Abu Mahdi với tầm bắn hơn 1.000 km. Những động thái này diễn ra trong bối cảnh căng thẳng khi Hoa Kỳ gia tăng hoạt động quân sự tại vùng vịnh. Tháng trước, Lầu Năm Góc đã triển khai thêm các máy bay chiến đấu F-35 và F-16 cùng một tàu chiến tới Trung Đông nhằm tăng cường giám sát các tuyến đường thủy quan trọng trong khu vực sau khi Iran bắt giữ các tàu vận tải thương mại trong những tháng gần đây. Đảng Vì Nước Thái Pheo Thai vừa công bố ứng cử viên cho ghế Thủ tướng Thái Lan sau khi đảng này rời khỏi liên minh 8 đảng đối lập để cố gắng thành lập chính phủ liên minh của riêng mình. Dự kiến, trong cuộc bỏ phiếu bầu Thủ tướng Thái Lan vào ngày mai 4 tháng 8, đại diện của Đảng Vì Nước Thái đề cử sẽ là tài phiệt bất động sản Srettha Thavisin. Trong hôm nay 3 tháng 8, Đảng Vì Nước Thái cũng sẽ công bố các thành viên của liên minh mới trong nỗ lực thành lập chính phủ trong thời gian tới. Theo Hiến pháp Thái Lan, ứng viên Thủ tướng phải nhận được đủ số phiếu ở Hạ viện và Thượng viện rồi mới có thể lập ra chính phủ. Được biết, ứng cử viên Thủ tướng của Đảng Vì Nước Thái, ông Srettha, là một doanh nhân nổi tiếng ở Thái Lan nhưng lại có rất ít kinh nghiệm chính trị. Ông là người đồng sáng lập San Siri, một trong những doanh nghiệp phát triển bất động sản lớn nhất Thái Lan. Ông Thavisin từng nhiều lần tuyên bố sẽ không tìm cách bãi bỏ hoặc sửa đổi luật khi quân nếu Quốc hội Thái Lan chấp thuận đề cử ông làm Thủ tướng. Quyết định lập liên minh riêng không có đảng tiến bước được Đảng Vì Nước Thái đưa ra sau khi đảng dẫn đầu cuộc tổng tuyển cử hôm 15 tháng 5 nhất quyết muốn sửa đổi mục 112 của Bộ Luật Hình sự, hay còn gọi là Luật Khi Quân.
Đảng Vì Nước Thái là đối tác chính trong Liên minh 8 đảng do Đảng Tiến Bước chiếm 151 ghế Hạ viện đứng đầu nhằm thành lập chính phủ. Liên minh của họ có tổng cộng 312 trong số 500 ghế Hạ viện. Tuy vậy, ứng cử viên thủ tướng duy nhất của Đảng Tiến Bước là ông Pita Limjaroenrat đã không giành được đa số phiếu từ cuộc họp chung của Hạ viện và Thượng viện vào ngày 13 tháng 7 để đắc cử thủ tướng. Sau đó, Đảng Tiến Bước đã nhường cho Đảng Vì Nước Thái quyền dẫn dắt thành lập chính phủ liên minh. Trong diễn biến liên quan, Tổng thư ký Đảng Tiến Bước Chai Thawat Tulathong ngày 2 tháng 8 tuyên bố rằng đảng này sẵn sàng đóng vai trò đối lập. Quan chức này cũng bác bỏ các thông tin rằng Đảng Vì Nước Thái đã yêu cầu Đảng Tiến Bước rút lại chính sách sửa đổi luật khi quân hoặc ủng hộ ứng cử viên thủ tướng của Đảng Vì Nước Thái. Ông Chai Thawat cũng cho hay Đảng Tiến Bước ở vị trí đối lập suốt 4 năm qua, song đã thành công trong việc thúc đẩy một số dự luật tại Quốc hội. Các cựu chiến binh và người dân Nga vừa tham gia hoạt động kỷ niệm 93 năm ngày thành lập lực lượng đổ bộ đường không tại công viên Gorky ở thủ đô Moscow trong ngày 2 tháng 8. Những hình ảnh về các hoạt động này sẽ khép lại bản tin của chúng tôi ngày hôm nay. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Trở thành một thành viên trong lực lượng dù, một người lính trong đội hình mũ nổi xanh vẫn là niềm mong muốn của nhiều thanh niên Nga. Đây là lực lượng có yêu cầu rất ngặt nghèo với cả sĩ quan và binh sĩ hợp đồng. Họ phải liên tục sẵn sàng thực hiện những nhiệm vụ khó khăn nhất. Bởi vậy, phương châm của binh chủng đổ bộ đường không Nga là không ai ngoài chúng ta. Và sau khi trải qua những khó khăn trên thực địa, những người lính này dù đã giải ngũ nhưng vẫn có những sợi dây liên kết vô hình đưa họ lại gần nhau trong những dịp kỷ niệm thành lập mùng 2 tháng 8 hàng năm. Với chúng tôi, việc có thể cùng nhau ăn mừng, cùng nhau uống và bơi lội với nhau tại đài phun nước này đã trở thành một truyền thống, đó là cách để chúng tôi thư giãn. Ngày mùng 2 tháng 8 là ngày kỷ niệm của lực lượng đổ bộ đường không Nga VDV, binh chủng ưu tú của quân đội, được mệnh danh là lực lượng phản ứng nhanh hay bộ binh có cánh của Nga. Năm nay, lực lượng lính dù Nga đã tròn 93 tuổi. Hiện tại, binh chủng dù là một chi nhánh riêng của Bộ Quốc phòng Nga, bao gồm 4 sư đoàn, 4 lữ đoàn độc lập, 1 lữ đoàn đặc nhiệm, 5 cơ sở đào tạo và 2 đơn vị hỗ trợ. Lực lượng nhảy dù hiện đang được chỉ huy bởi anh hùng dân tộc nước Nga, Đại tướng Mikhail Teplinsky.